Bạn đang có nhu cầu mua hạt liên quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử .vn, nơi bán hạt uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Hello anh em, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đệ tử. Nội dung chính của cái clip này sẽ là muốn chia sẻ với anh em về cái sự kiện sắp tới của Rana Liên Quân. Sự kiện đó nó mang tên là chia sẻ lời chúc mùng 1 nhận trang phục miễn phí. Ok con dê, cái sự kiện này nó tương tự, cái cách thức tham gia đó rất giống với cái sự kiện mà chúng ta nhận cái bộ trang phục Elite bé hồng lưu đó anh em. Nó tương tự là như vậy thôi. Thì làm thế nào ạ? Chúng ta sẽ tiến hành vào cái đường link chúc tết .liênquân.rana.vn. Đường link đó mình sẽ để dưới comment hoặc là trong cái phần mô tả của video nha. Các bạn kéo xuống là các bạn sẽ thấy, các bạn click vào, giao diện của các bạn sẽ tương tự như trong cái clip này đây. Đó, nó là như vậy. Thì làm thế nào chúng ta có thể nhận được những lời chúc ạ? Chúng ta sẽ tiến hành nhận những lời chúc đó rồi chúng ta quy đổi thành những cái mảnh như này. Khi mà các bạn sưu tầm đủ 8 cái mảnh thì chúng ta sẽ chính thức có thể nhận được một bộ trang phục miễn phí. Ha, đây chính là danh sách những bộ trang phục của chúng ta. Supply tiên nữ công nghệ Ignis hỏa thực sư, Ignis bạch tiểu kiếm thư ấy bạch kiếm tiểu thư, Tulen nhà thám hiểm, 5 vé quay kho báu, Omen sĩ quan viện chinh, Liliana hồ quý phi, Violet nữ đặc cảnh và cuối cùng là Morin chú thợ điện. Đó, đó chính là những cái bộ trang phục mà chúng ta có thể nhận được nha. Ngoài ra chưa dừng lại đó, các bạn còn có cơ hội nhận thêm một trong các vật phẩm cực kỳ giá trị, chẳng hạn như là một phong bì bao lì xì trị giá 100 triệu đồng. Một phong bì bao lì xì trị giá 1 triệu đồng đó. Đây, những người mà nhận được cái mấy phần quà này phải gọi là cực kỳ hên luôn anh em ạ. À, cái thời gian diễn ra sự kiện của nó sẽ là 0 giờ ngày 28 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 nhá. Hôm nay là ngày 29 tháng 1 rồi, tức là nó diễn ra từ ngày hôm qua rồi đó anh em ạ. À, đây là những cái cách thức để chúng ta có thể nhận được những lời chúc, rồi từ những lời chúc đó chúng ta sẽ quy đổi ra thành những cái mảnh nha. Đầu tiên các bạn cần phải đăng nhập nè, là chúng ta sẽ nhận ngay được hai lời chúc. Tiếp sau đó là chúng ta gửi lời chúc cho bạn bè trong cái lần đầu tiên đó. Những bạn bè nào mà click vào cái lời chúc đó, click vào cái đường chia sẻ các bạn á, các bạn sẽ nhận ngay được một lời chúc. Tiếp sau đó là anh em thắng cái trận đầu tiên trong đấu thường hoặc là đấu hạng gì đó, chúng ta sẽ nhận thêm được hai cái lời chúc nữa, rồi tích lũy phụ hoặc là giết được ba mạng gì đó trong đấu thường đấu hạng gì đó, anh em sẽ tiếp tục nhận được một lời chúc như vậy. Và rồi từ những cái lời chúc đó chúng ta sẽ tiến hành quy đổi thành những cái mảnh đó. Bây giờ là mới vào nè, mình còn 5 cái lượt lời chúc rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiến hành thực hiện những đó. Cái lời chúc đầu tiên mình sẽ ra được cái mảnh luôn là pháo hoa, tiếp tục là ra được cái lồng đèn đó, rất là dễ các bạn ạ. Và những cái mảnh này nó có thể trùng nhau nha. Khi mà chúng ta hết lượt rồi đó thì chúng ta có thể thực hiện bằng cách chúng ta tìm những cái lượt bằng những cái cách thức mà mình liệt kê lúc nãy cho anh em đó. Có 4 cách thức để chúng ta có thể nhận được. Anh em lưu ý nha, là cái mảnh cuối cùng này nè, cái mảnh con heo vàng, trong cái khoảng thời gian diễn ra sự kiện chúng ta chỉ có thể nhận duy nhất trong cái ngày là mùng 1 Tết đó, đúng rồi, mùng 1 Tết, tức là ngày 5 tháng 2 đó thì cái mảnh heo vàng này nó mới được ra. Có nghĩa là trong cái khoảng thời gian còn lại anh em có thể sưu tầm và tìm những cái mảnh còn lại này nè, đến cái mảnh cuối cùng, mảnh của con heo vàng anh em sẽ nhận được vào ngày mùng 1 Tết. Tức có nghĩa là ngày mùng 1 Tết sẽ là ngày anh em có thể quy đổi nhận được cái bộ trang phục luôn mà anh em mong muốn. Nếu như ai đó đã đủ trang phục quá rồi thì chúng ta có thể nhận cái vé quay kho báu. Đó chính là toàn bộ cái sự kiện của Rana Liên Quân lần này nha. Thì để tiến hành săn thì chúng ta sẽ tiến hành share này nọ các kiểu đó. Nhấn vào chữ share thì nó sẽ tự động liên kết với Facebook của chúng ta và chúng ta share bài đó. Những bạn nào nhấn vào cái link thì chúng ta sẽ nhận được ngay được một lời chúc và bổ sung được lời chúc đó. Đó là toàn bộ cái sự kiện chia sẻ lời chúc mùng 1 nhận trang phục miễn phí của Rana Liên Quân. Còn chần chừ gì nữa, hãy tham gia ngay đi nào.
Chúng ta chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả chiều mưa, chỉ một khi